Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Có khoảng 1 năm rưỡi trước thì nhà DJI đã cho ra mắt chiếc Flycam DJI Mavic 3 Classic. Chúng mình đã có cơ hội làm video review chiếc máy này ở trên kênh. Thì đây là một chiếc Flycam đáp ứng tốt được các nhu cầu làm nghề, mà giá của nó thì lại thân thiện hơn so với các người anh em là Mavic 3 và Mavic 3 Pro. Và trong video hôm nay thì mình sẽ đưa ra những cái ý kiến, những cái nhận xét cá nhân của mình về chiếc Mavic 3 Classic này. Các bạn hãy lưu ý rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Và chúng ta hãy cùng xem để tham khảo và tự mình đưa ra đánh giá xem rằng là Mavic 3 Classic có phải là một chiếc flycam xứng đáng để chúng ta đầu tư hay không. Và để đánh giá một chiếc flycam hay là bất kỳ sản phẩm nào thì chúng ta cũng cần đánh giá theo từng cái khía cạnh của nó một. Và sau đây thì là những cái điểm mà mình nghĩ rằng Mavic 3 Classic đã làm tốt. Về ngoại hình, như các bạn có thấy ở đây thì Mavic 3 Classic sở hữu ngoại hình khá là hầm hố và nặng 895g. Có nhiều ý kiến cho rằng việc mang theo Mavic 3 Classic khi di chuyển sẽ không quá tiện lợi. Tuy nhiên, điều đó đối với mình không phải là vấn đề lớn. Và theo trải nghiệm cá nhân của mình thì chính nhờ cái kích thước và trọng lượng của nó mà Mavic 3 Classic đi kèm với khả năng kháng gió tốt. Nếu phải đi quay vào những ngày có gió thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn chiếc flycam này thay vì các dòng flycam có trọng lượng nhẹ khác để mình có thể bay tự tin hơn. Tiếp theo là một cái tính năng mà mình rất là ấn tượng được trang bị trong Mavic 3 Classic và rất là nhiều cái sản phẩm flycam khác của nhà DJI. Đó là hệ thống cảm biến đa hướng, có thể tự động nhận diện các vật cản ở xung quanh và né. Đối với những người dùng không có kỹ năng bay quá tốt như mình thì hệ thống cảm biến này là rất cần thiết. Nó giúp mình bay chiếc Mavic 3 Classic rất an toàn, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho máy. Trong điều kiện đủ sáng thì chiếc máy này có khả năng nhận diện vật cản xung quanh rất tốt. Nhờ hệ thống này mà mình chưa từng bị đâm flycam một lần nào cả. Sau một khoảng thời gian dài dùng chiếc máy này thì mình thấy hệ thống cảm biến này vẫn hoạt động rất là tốt, không có hỏng hóc hay là bị làm sao cả. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào cái hệ thống cảm biến đa hướng này mà cố tình bay vào những cái nơi mà có vật cản bé như là các bụi cây hay là chỗ có dây điện. Về phần camera thì DJI Mavic 3 Classic là flycam thuộc dòng Mavic duy nhất chỉ có một camera. Nhưng mà bù lại thì cái camera này được sản xuất bởi Hasselblad. Thì đây là một cái thương hiệu mà ai đam mê nhiếp ảnh cũng đã biết tới. Camera của Mavic 3 Classic có thông số rất tốt là 24mm với khẩu độ có thể điều chỉnh từ f2.8 tới f11. Được trang bị cảm biến rất lớn là CMOS 4/3 inch với 20MP. Nhờ đó mà những thước phim hay là ảnh chụp từ Mavic 3 Classic có độ sắc nét và chi tiết rất cao, cùng với khả năng khử nhựa tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng. Có thể bạn sẽ thấy những cái thông số này nó cũng không có gì quá là khác so với những cái sản phẩm camera khác. Nhưng mà hãy nên nhớ rằng chỉ riêng với cái cảm biến lớn hơn cùng với cái camera của Hasselblad thôi thì cái hiệu quả hình ảnh chúng ta thu về đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Và riêng với mình thì cảm giác là sau khi sử dụng Hasselblad thì nó sẽ thích hơn rất là nhiều so với việc sử dụng các camera khác. Và nhờ đó mà chiếc flycam này cũng hỗ trợ chế độ màu HNCS, HLG, D-Log M nữa. Điều này sẽ giúp shot quay thu về có màu sắc chân thực nhất và cho phép chúng ta can thiệp nhiều hơn trong quá trình hậu kỳ. Mình nghĩ rằng với khả năng này thì Mavic 3 Classic hoàn toàn có thể đáp ứng được những yêu cầu cao khi sử dụng với mục đích thương mại. Một điểm cộng nữa đó chính là thời lượng bay cực lâu lên tới 46 phút của DJI Mavic 3 Classic. Đây là một trong những sản phẩm flycam có thời lượng bay lâu nhất của nhà DJI. Bản thân mình thì hay dùng máy để quay những cái shot quay ngắn nên thường thì trong những buổi đi quay mình chỉ cần mang một viên pin là có thể bay thoải mái. Sau thời gian dài trải nghiệm thì mình thấy điểm trừ lớn nhất của DJI Mavic 3 Classic là nó vẫn sử dụng công nghệ truyền sóng O3 cũ. Theo thông số thì nó có thể bay xa tới 30km nhưng mình chưa bao giờ bay xa tới như vậy. Thường thì mình sẽ chỉ bay trong khu vực thành phố và đôi khi gặp những tòa nhà cao tầng thì khả năng truyền sóng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Một điều nữa là Mavic 3 Classic không có camera zoom như là Mavic 3 hay là Mavic 3 Pro nên cũng bị hạn chế phần nào đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Vì có lẽ không phải mình mà bất cứ ai trước khi sử dụng cũng biết khả năng của chiếc flycam để đến đâu. Bên cạnh đó thì camera chính của nó đã rất tốt rồi và mình cũng không sử dụng chiếc camera zoom nhiều. Vậy trên đây là tổng quan đánh giá cá nhân của mình về chiếc DJI Mavic 3 Classic. Mình thì nghĩ rằng đây là một chiếc máy rất là thực tế, có chất lượng quay tốt, có thể phục vụ cho những anh em làm nghề mà lại có giá thấp nhất trong các dòng flycam Mavic của DJI. Vậy thì các bạn thì sao? Nếu mà bạn đã từng sử dụng chiếc DJI Mavic 3 Classic rồi thì bạn nghĩ gì về con máy này? Hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại cho chúng một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.